đại lý nhận cọc Toyota Vios 2023, ra mắt tháng 5, khách Việt mong thế hệ mới dự kiến phải chờ đến năm sau. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift của Toyota Vios dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam tháng 5 tới đây. Một tư vấn bán hàng Toyota khu vực phía Nam thông báo, đại lý đã nhận đặt cọc Vios 2023 thị trường Việt Nam. Người này cho biết, đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, dự kiến ra mắt trong tháng 5 tới đây. Giá bán chưa được hé lộ. Nếu quan tâm tới Toyota Vios thế hệ mới, người dùng phải chờ đến năm sau, tư vấn bán hàng nói. Trước đó, Toyota Vios phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift, đã nhiều lần xuất hiện tại Việt Nam. Có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi lớn ở phần đầu xe. Cụm đèn trước được trau chuốt với thiết kế hiện đại hơn. Đèn sử dụng thấu kính projector thay vì chóa LED như bản hiện hành. Lưới tản nhiệt lớn và trông 3D hơn. Cạnh logo Toyota có hai khe gió nhỏ thiết kế khá giống phần đầu Corolla Cross phiên bản Nhật. Bên hông và phía sau gần như giống hệt Vios đang bán trên thị trường. Điểm khác biệt là ở bộ mâm 6 chấu kiểu mới, và cản sau cũng được thay đổi lại một chút tạo điểm nhấn. Cụm đèn hậu quen thuộc của Vios thế hệ hiện tại. Ngoài thiết kế phía trước, phía sau và bộ mâm, Toyota Vios 2023 dành cho thị trường Việt Nam khó có thay đổi nào quá lớn, có chăng chỉ là thêm tính năng và trang bị để tăng sức cạnh tranh. Động cơ hiện tại vẫn là máy 1.5 lít, cho công suất 106 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Nhiều người Việt đang trông chờ Toyota Vios thế hệ mới là bởi xe có rất nhiều thay đổi mang tính lột xác, ví dụ như thiết kế hoàn toàn khác biệt, hệ thống khung gầm mới và nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như phanh điện tử, màn hình lớn sau vô lăng hay màn hình đặt nổi 9 inch. Ngoài ra, Vios mới còn có gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng cao cấp. Toyota Vios thế hệ mới đã bán ở Thái Lan, Lào, Malaysia và Indonesia.